xin giới thiệu, cô tên là Hiền, cô đến từ Huế. Các bạn học lớp mấy? Lớp 4. À, như vậy là các bạn hiểu tiếng Huế rồi đó. Hôm nay cô đến đây để chia sẻ cái bài học với các bạn, thì để như một cái tiếp sinh hoạt, cô hỏi các bạn. Chắc là bạn nào cũng biết câu chuyện của bé lò lem Cinderella. Các bạn biết không? Biết. Bây giờ cô có mấy vấn đề để chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, ai thích Cinderella nhất? Đưa tay lên. Ai thích con bé lò lem nhất? Ai thích mẹ ghẻ? Ai thích stepmother trong cái câu chuyện đó? Ai thích hoàng tử? Cho nên là để thấy trong cuộc sống, trong xã hội mình có rất là nhiều người, và tùy mỗi suy nghĩ các bạn thích hay không thích. Điều thứ hai, cho cô hỏi, nếu ba mẹ ghẻ đồng ý cho Cinderella đi dự dạ hội, nhưng nếu Cinderella không thích đi dự, thì các bạn có nghĩ có câu chuyện kết thúc vui vẻ như vậy không? Không. Vậy thì điều chính yếu gì có thể làm cho Cinderella lấy được hoàng tử? Là Cinderella phải tự quyết định, rất là quyết tâm muốn đi dự cái dạ hội ban đêm đó, đúng không? Yeah. Nhưng mà để thực hiện điều đó, ai giúp Cinderella? Bà Tiên. Bà Tiên đỡ đầu. Bà Tiên làm phép, nhưng mà có thêm ai nữa không? Mấy con chuột rồi quản lý, đúng không? Phải có những cái thứ đó mới biến thành cái cỗ xe ngựa để đưa Cinderella tới lâu đài, đúng không? Cho nên điều đó, để cô muốn nói một điều, trong cuộc sống các bà cần phải có sự giúp đỡ của mọi người, bạn bè, và các bạn nên rất là biết ơn, chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh, tất cả các bạn. Nếu mà không có những con chuột, không có quả bí ngô, cũng chưa chắc là bà Viên đã kiểm ra cái thứ gì để biến ra cổ xe, đúng không? Cho nên là các bạn cũng cần sự hỗ trợ qua lại của tất cả bạn bè xung quanh mình, tức là như là trong môi trường sống của Cinderella, đúng không? Một điều nữa, 62 giờ đêm, nếu Cinderella không về đúng giờ thì việc gì sẽ xảy ra? Là quả bí, cái xe ngựa sẽ biến thành quả bí. Những người đã đánh xe ngựa hay là bốn con ngựa sẽ trở thành bốn con chuột, đúng không? Điều đó nói cho các bạn biết điều gì? Các bạn cần phải đúng giờ. Đó là thói quen tốt. Các bạn sẽ gặp rắc rối khi các bạn không đúng giờ. Nếu Cinderella trở về sau 12 giờ khuya, big trouble, đúng không? Rồi, đó là tất cả những ý kiến mà về cái câu chuyện Cinderella cô muốn chia sẻ với các bạn. Và một điều nữa mà cô muốn để cho các bạn tự suy nghĩ về nhau. Theo như câu chuyện, 62 giờ khuya, tất cả những thứ gì mà bà Tiên biển thì sực trở về như cũ. Tại sao đôi giày không trở về như cũ? Đôi giày ở đâu ra mà từ sao con có ý kiến gì? Tại vì khi mà ai cũng nghe câu chuyện, không ai để ý tới đôi giày, tại sao đôi giày lại không biến mất? Đôi giày không biến ra từ một cái vật dụng gì cả. Ví dụ như cái xe biến thành cái bị, đúng không? Đôi giày từ đâu ra? Không từ đâu ra hết. Có nghĩa là từ không thành cỏ. Thì bây giờ tại sao 12 giờ, tại sao đôi giày không còn? Cái đó, các bạn suy nghĩ. Hay là vì chỉ lý do là đôi giày đó để phục vụ cái việc hoàng tử một chiếc, Cinderella một chiếc,
để có lý do cho hoàng tử đi tìm. Cái đó chắc là phải hỏi là tác giả viết cái cùng cái câu chuyện đó đúng không? Cô chịu thua. Rồi, như vậy là các bạn đã nghe cái giọng Huế của cô đúng không? Trao đổi với cô về câu chuyện của bé Lò Lem. Bây giờ phần của cô là chấm dứt. Tuy nhiên, các bạn có hỏi gì không? Không. Có hỏi gì không? Rồi, bây giờ đây là những expert mà các bạn nếu có thắc mắc thì các bạn phải đặt câu hỏi nha. Bây giờ con đâu có mấy câu hỏi nào đâu. Từ từ một tí nữa. Cảm ơn cô Hiền là con đã nghe một cái tiếng miền Trung, đặc biệt là tiếng phương ngữ của người Huế phải không? Rất là nhẹ nhàng. Và hôm nay nghe rất là dễ thương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời cô Lan Anh thử xem coi cái giọng của cô ở Hà Nội như thế nào.